Hiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Hiền đang ở công ty đóng tàu Trấn Nguyên ở ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay Hiền đến đây để coi cái ghe của mình nha, rồi tí xíu đây chở về dùng riêng luôn. Hiền quay một vài ảnh rồi gửi đến cô chú anh chị các bạn xem. Hôm nay cái ghe mình đã hoàn thành rồi nè, sơn mình xong xuôi chưa rồi. Thì hôm nay đi với công chính với Dương Úc để chở chiếc ghe này về. Mua giùm cộng dây cáp với ổ phá luôn, bự bự thôi chứ, để phá nhả. Đây là cái ghe, cái vỏ của mình nha cô chú anh chị. Đó, ngày hôm nay được đóng xong rồi. Nó quay một vòng cho cô bác xem. Này được sơn màu xám và màu xanh. Kế bên đây thì ở dưới lường sơn màu hơi đỏ đỏ. Giờ đi cô bác xem nè. Ở phía trên này cũng có cái máy rồi. Đây cái máy người ta gắn lắp rồi hết rồi đó. Ghe này là trọng tải 27 tấn. Máy này hôm trước mua ở Long An nè, chuyển về đây nè. Này có cái bánh lái luôn. Này cái lường cạn. Này cái máy hôm trước Thiện mua ở Long An nè. Này công ty đóng tàu Trấn Hưng. Có số điện thoại. Giờ mình đi lên trên cái thang này để đi lên trên. Đây. Ôi, đẹp quá. Như đó có cái khoang để đồ. Đây, cái máy mình mua hôm trước nè. Đây, cái ghe này đi vật liệu là thoải mái luôn rồi đó. cái lồng này đi vật liệu thấy êm rồi đó, thoải mái luôn. Sau này mình vận chuyển chở đồ để đi làm cầu làm nhà là thoải mái rồi, cái ghe bự. Rồi chính dọn trái cây ra để cúng. Hôm nay thì mua trái cây, mua bánh để cúng. Mình lấy ngày xong rồi chuyển về nhà luôn. Tí xíu đây sẽ quay cái cảnh mà đẩy cái ghe này xuống dưới sông. Đây là sông Hậu nha cô chú. Sông này lớn. Đẩy sông để quay phim lại gửi đến cô chú anh chị xem. Đây ta đóng kẹt nhiều quá, kẹt mấy cắt. Thank you.
nay rồi, chuẩn bị đẩy cái vỏ xuống. Xong hết cho vườn Út. Giữ giữ đây hồi đưa lượt luôn. Này cái ống hơi bơm vô, bơm vô trong cái túi này để nâng cái ghe lên. Cái túi bắt đầu nó phì lên rồi. Cái túi hơi nó bơm phì lên là nó nâng cái ghe lên rồi. Đó, này kỹ thuật mà đem ghe lên với đẩy ghe xuống của công ty đóng tàu. Đó, cái túi hơi giờ được bơm phì lên rồi. Khi mà cái ghe được nâng lên nó rớt hai cục cây này ra ngoài luôn.
lúc nãy cục hai cục cây này nó kê lên, bây giờ gớt ra ngoài lên. Hai cái cục cây hút hai cục cây rồi đó, nâng lên hút rồi. Này cộng dây cáp này để gị cái ghe lại nè. Bơm cái túi hơi bên này. Đẩy chiếc ghe đây à. Cái túi hơi nó từ từ nó lăn đi, lăn tới đâu rồi cái ghe lui về tới đó. Ghe từ từ xuống nước rồi. Xe lên xe nó luôn á hồi, xuống lên kia ấy luôn, muốn xe nó hồi. Ừ, xe xe luôn. Xe xe đi. Cô đó nội nó luôn á. Vụ đó nội nó đó. Nói gì thì sự nghiệp tương lai cho mày. Đâu có
Rồi vậy là cái đít vỏ xuống trước rồi đó. Từ 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 xuống. Rồi mình chạy ra về, đem chiếc xe này lên chạy về luôn. Cho xuống dưới luôn này chắc ăn hơn.
Giờ này gần 10 giờ đêm mà cô chú anh chị mới dỏ về tới nhà. Về về được tới đây cũng mừng rồi. Cái vỏ vật liệu mình chạy nó cũng nói nữa. Rồi cái vỏ máy quay chạy của họ nó nói mấy người lính đông chạy coi chừng có bữa nào ăn mà thung nữa, nói thì nếu chừng nào ăn ăn chứ giờ công chuyện nó gấp rồi. Ví dụ như đơn xịt cho người ta ông hối ở đây nè, rồi nó phải chạy tốc độ lại là nó xịt cho ông, rồi có khi đang xịt cái cờ đỏ chiều xịt tới dưới thứ dưới rồi hỏi coi không lẽ bơi đi được hay gì thì chạy đi chừng nào bắn bắn chứ biết sao vậy. Bực bội cái thằng đó lắm rồi đó.